Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 1 giờ 45 phút sáng nay, tổ công tác C1D4 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an huyện Hoài Đức đã phát hiện và bắt giữ đối tượng mua bán tàng trữ trái phép lượng lớn ma túy và ma túy đá khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Lý Xuân Lập, sinh năm 1984, trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội. 13 túi ma túy đá, 2 túi ma túy tổng hợp gồm 35 viên được Lập khai nhận là mua của một đối tượng lạ mặt. Trong lúc trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng cảnh sát cơ động bắt giữ. Theo hồ sơ điều tra, Lập đã có 2 tiền án, trong đó có 1 tiền án liên quan đến mua bán tàng trữ trái phép ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra huyện Hoài Đức đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.